có những cái tên nó vẫn vào mình thôi quý vị, đã đổ mà còn thành đạt. Nó đi thi là thấy nghe thành đạt là thấy là thi là thắng, kiểu như vậy. Lời đầu tiên cho các em xin gửi lời chào đến 4 vị ban giám khảo, anh MC Tránh cho A nhập. Trấn Thành cùng toàn thể các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Em tên là DT Đạt. Có rap name nữa hả? Dạ vâng. Đạt DT à? Vâng, em đến từ Thái Bình và hiện nay em đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ạ. Cho anh hỏi là em có thành tích như thế nào trong cái đợt trước mình thi đường lên đỉnh Olympia? Em chỉ nhất tuần và được 3 tháng thôi ạ. Mặc dù đấy không phải là mục tiêu mà em đặt ra, nhưng là một con người lạc quan thì em luôn nghĩ là khi một cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mở ra. Và bây giờ chính là lúc mà cánh cửa khác đấy đang mở ra. Wow, hay à. Em đã mở được đâu, cửa vẫn còn khóa mà. Thì bây giờ là lúc ạ. Ừ, bây giờ là lúc đúng không? Cho anh hỏi là em có cái dự định gì trong tương lai không? Có cái ước mơ về một cái nghề nghiệp nào mà mình muốn làm không? Dự định thì nhiều lắm ấy. Em kể sơ sơ một vài cái dự định mà em thấy rằng là một con người cơ bản có thể làm được đi. Thì đầu tiên là em phải qua được các môn của kỳ này. Thứ hai là em có thể tốt nghiệp đúng hạn. Và thứ ba là sau khi tốt nghiệp thì sẽ trở thành một kiểm toán viên bình thường rồi ạ. Khiêm tốn, khiêm tốn luôn là tốt. Nhưng mà mình vẫn nên ước mơ nhiều hơn. Cho anh hỏi là những cái khối hình học mà nhiều màu sắc này nó đóng vai trò gì trong tiết mục của em? Đây nó chỉ là những khối đa diện, bán đều. Có nghĩa là nó sẽ được cấu tạo thành từ những cái đa giác đều. Và nhiệm vụ của em đến đây là để làm gì? Nhiệm vụ đến đây thì ban đầu cũng đơn giản lắm ạ. Bởi vì là em xem chương trình tập 1 đấy ạ. Thì em đã được gọi tên rồi ạ. Và trong tập 1 trong phần thi Mã Đi Tuần của anh Văn Khanh, khi đó Bác Sâm và anh Thành có nói một câu là chưa gặp siêu trí tuệ nào mà mắt thì cận, lưng thì còng, chân tay thì cong queo. Nên là hôm nay em muốn đến đây là để điểm danh cho điều đó. Xin lỗi nếu chúng tôi có gì mạo phạm đến ngoại hình của em. Mặc dù chúng tôi không có ý nói như vậy. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Làm tới đây làm cái gì? Đó thì mục đích của em tới đây là để điểm danh thôi hả? Điểm danh cho mọi người là có một siêu trí tuệ như thế ạ. Vậy mời quý vị xem một đoạn video clip. Vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, nhà toán học Archimedes của Hy Lạp đã từng nghiên cứu các khối đa diện bán đều. Đó là khối đa diện có các cạnh bằng nhau. Các mặt của khối có tại một đỉnh gồm hơn hai loại mặt đa giác trở lên, được sắp xếp theo một cấu tạo nhất định. Năm 1966, nhà toán học người Mỹ Norman Johnson đã hoàn thành nguyện vọng từ hơn 2.000 năm trước của Plato. Ông đã tiến hành phân loại và tổng hợp các khối đa diện lồi với mỗi mặt là một đa giác đều. Người ta gọi đó là khối Johnson. Hôm nay, chúng ta sẽ dùng trí tuệ để khám phá vẻ đẹp của các khối thông qua thử thách chòm sao tri thức. Trên sân khấu có 105 khối đa diện gồm 13 khối Archimedes và 92 khối Johnson. Ban giám khảo chọn ngẫu nhiên một hình trong 105 khối đa diện đã được khai triển thành hình hai chiều. Hệ thống sẽ ẩn đi các đường kẻ, chỉ còn là những điểm sáng. Các điểm sáng này sẽ được giấu trong một bầu trời với hơn 10.000 điểm sáng gây nhiễu. Tuyển thủ quan sát 105 khối đa diện, sử dụng năng lực ghi nhớ và tưởng tượng không gian để tìm ra vị trí chính xác duy nhất giấu các điểm sáng của các hình khai triển hai chiều mà giám khảo đã chọn. Tiếp theo, tuyển thủ tiến hành mô phỏng hình hai chiều đó trên mặt phẳng và nhanh chóng xác định khối đa diện mà ban giám khảo đã chọn. Hoàn thành chính xác, thử thách thành công. Siêu trí tuệ mùa 2 có những cái ngưỡng mà mình đã nghĩ rằng đây là maximum của độ khó rồi, thì lại có những đề thi khác, những cái vấn đề khác nó còn khó khăn và phức tạp hơn rất nhiều. Và bài thi của Đỗ Thành Đạt là một cái ví dụ là như vậy. Rồi làm sao mà làm được, trời ơi. Trời ơi, em đi làm X-Men hả? How can? Chòm sao?
Oh my goodness. Cái gì vậy? Câu hỏi này hơi khó, chắc là em sẽ... Một lát nữa em sẽ email gửi lại cho anh. Có vẻ em theo dõi tôi thường xuyên nhỉ? Không phải, em hâm mộ anh nhá. Bố mẹ em nhá, cả họ nhà em hâm mộ anh luôn đó. Cả họ nhà em hâm mộ anh luôn đó. Cảm ơn em trai, câu nói đó đến từ một siêu trí tuệ Việt Nam như em làm anh cảm thấy bản thân mình rất là tự hào. Thưa quý vị, bây giờ để nói về cái độ khó của cái tiết mục này á, một mình Trấn Thành sẽ không làm được điều đó. Tại vì thật sự ra tôi không thể nào diễn đạt được hết. Mặc dù tôi hiểu nó đang diễn ra như thế nào, nhưng mà để quý vị có được một cái kiến thức chuyên môn, thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ một nhân vật nguyên là Phó Chủ tịch của Hội Kiến trúc sư Việt Nam và nguyên trưởng khoa khoa quy hoạch của Trường Đại học Kiến trúc. Xin chào đón nhà giáo ưu tú kiến trúc sư Khương Văn Mười. Dạ, rất là vinh dự đón chào sự có mặt của thầy trong chương trình ạ. Rất hân hạnh được gặp Trấn Thành, ban giám khảo và tất cả các em. Với những kiến thức chuyên môn, thầy hãy chia sẻ cho các vị giám khảo ở đây cũng như là các khán giả đang xem chương trình biết là cái độ khó của tiết mục của bạn này sắp phải đối diện là gì không ạ? Tôi mới đến lần đầu tiên ở nhà cháu tôi nó xem cái này, mình nó mê lắm. Nhưng mà khi mà ba tổ chức mời đến đây, tôi thấy đây là một cái công việc rất tốt cho thế hệ trẻ, nhất là gặp quý vị đây nữa. Khó đó mới gọi là siêu trí tuệ, chứ nó dễ quá thì không phải là siêu trí tuệ rồi. Cái độ khó ở đây đó thì qua cái đề tài sơ bộ vừa rồi đó, đòi hỏi tất cả thành viên đó phải có bộ nhớ 105 cái hình khối này. Thứ nhất hình khối, nhưng mà quan trọng trong cái 105 khối lại có cái khối nó hơi giống nhau đấy. Bởi cái vấn đề là anh phải nhận định được nó khác nhau cái gì. Chứ một cái là bên đây hình tam giác đều, bên đây hình vuông, và chính cái đó là mấy dễ nhầm lẫn. Thầy, nhưng mà trong tất cả những cái hình khối này á, nó có một cái công thức nào chung, nó có những cái hình khối nào gọi là đặc trưng mà những người học về kiến trúc, về hình học họ tương đối là họ nhớ được cái đó không? Hay là mỗi một cái hình là nó có một quy luật riêng của nó luôn? Một cái khối á, nó có một cái nguyên tắc chung. Dạ. Điều á, là cạnh nó đều cái bản lề nó xếp lại được. Còn bán điều á, phần nữa cái khối này khác, nhưng mà cái cạnh nó cũng bằng nhau để nó sắp xếp lại. Giờ tôi nói thêm thế này. Dạ. Là hồi nãy tôi mới nói là 3D, bây giờ mở ra thành 2D. Chúng ta bỏ mấy cái gạch nối, chỉ có chấm thôi. Và cái chấm mình quăng lên một cái chùm sao vậy. Thật sự chính tôi là cũng thấy nhức đầu rồi. Nhưng mà nó có một cái logic, nhìn phải nhận dạng được và loại trừ ra thì nó ra. Đương nhiên nó đòi hỏi cái trí nhớ phải chính xác. Chỉ cần một cái hình ảnh mình không nhớ là có thể cái khả năng rủi ro nó sẽ xảy ra. Dạ. Và quan trọng nữa là trên màn hình công này, tôi đến đây tôi thấy màn hình cong này nó khác rồi. Cái đường thẳng vậy mà qua cái đường cong nó sẽ như vậy. Thành ra cái hình dung ra được cái đường thẳng này cũng là đòi hỏi cái trí tuệ, cái nhận xét của cái đó. Đúng là qua cái góc nhìn của người có chuyên môn quá khác. Xin cảm ơn thầy với những chia sẻ quý báu này. Và tất tiên mời em lấy lại phong độ của mình bằng việc chọn đề thi. Em luôn tốt trong việc này. 105 khối đa diện không theo một quy luật nào cả. Và một cái khối đa diện nó có rất tới hàng ngàn cách triển khai khác nhau ra mặt phẳng 2D. Lựa chọn một trong 105 hình để làm khó tuyển thủ cũng là một thách thức lớn đối với giám khảo Tóc Tiên ngay lúc này. Tiên cảm giác là những cái khối mà có nhiều cái hình tròn á, khi mà mình ứng vào cái bầu trời sao đó thì có thể nó sẽ dễ nhận diện hơn so với những cái khối, những cái hình mà chỉ có khối tam giác hay là tam giác đều, hình vuông, hình lục giác v.v. Mà Tiên chỉ chọn những cái đề bài mà nó ít tính đối xứng nhất có thể. Và thứ hai là nó sẽ dễ gây nhiễu bởi những cái đường tam giác rồi hình vuông sắp xếp gần như vậy. Thưa quý vị, đây là lưới tọa độ và Tóc Tiên sẽ giấu cái bộ đề của mình vào cái vị trí mà Tóc Tiên mong muốn. Xin mời.
Tiên chúc. Đây là cái hình thù mà Tiên đã chọn và Tiên sẽ giấu vào vị trí này. Xin mời. Quý vị nhớ cái vị trí 2D này ở đây nha. Cái hình này nó đang được trà trộn trong một cái chòm sao và chúng ta hãy cùng xem khi nó được ẩn vào đó, phác đồ của nó hiển thị như thế nào. Tôi hoang mang, tôi bảo làm sao mà một cái màn ảnh rộng như vậy, nhiều sao như vậy mà có thể focus nó tập trung vào một cái chỗ nào để mà xác định, chứ chưa nói gì nó tìm thấy cái hình đấy. Ôi làm sao mà làm được anh? Có. Khó cái gì kia là impossible. Bất khả thi. Thưa quý vị, đó là chòm sao tri thức mà bạn nhỏ của chúng ta phải đối diện và vượt qua. Rồi, chấm điểm độ khó đi quý vị ơi. Mình có nên chấm chung luôn không anh? Sao? Chấm chung không Gravity? 1, 2, 3. Lần đầu tiên là ba giám khảo 1, 2, 3 bấm lên là đều 3, 5 cả. Tuyệt đối luôn. Bởi vì cái thử thách của bạn ấy nó không tưởng. Để giải được cái đề bài mà gần như là không có dữ liệu gì cụ thể hết, làm sao để làm được? Quá khó luôn á. Làm gì còn con số khác. Ở đây đòi hỏi không chỉ là về khả năng trí nhớ, tưởng tượng, mà còn có rất là nhiều các cái kỹ năng sử dụng não bộ khác nhau để mà phân tích, trích xuất dữ liệu và sử dụng cái dữ liệu đấy như thế nào cho nó chuẩn. Chỉ cần nghe bằng đấy cái công việc thôi là Mastic cảm thấy bất khả thi, vượt xa khả năng của một người bình thường. Thưa quý vị, tôi nhìn vào đó tôi cũng thấy là impossible, bất khả thi. Thật ra là bất khả thi, thật sự. Làm sao được. Ngần ấy điểm chấm. Không hiểu luôn, không hiểu luôn là làm như thế nào luôn. Ôi, em còn không nhớ em để đâu nữa đó. Em trai ơi. Em đây ạ. Em ổn chứ? Em vẫn ổn ạ. Vẫn ổn. Có thấy nhìn xong này có thấy bị chóng mặt hay gì không? Em thấy bình thường nè. Đói lắm không? Bây giờ thì em đang đói ạ. Đói anh đẩy tô mì qua miệng vô. Cũng được ạ. Cũng được. Ok, bây giờ trong thời gian em làm đi. Làm xong tốt rồi anh cho ăn. Ừ. Cho thêm một ít sao chổi vào nữa anh Thành ơi. Thôi anh em. Tất cả những cái điều này nha. Vừa có sao chổi, vừa có sao chổi. Tất cả những cái điều này. Thì chúng tôi còn muốn nâng cái độ khó lên nữa là cái màn hình đó có những ngôi sao chạy ngang qua, chạy dọc qua. Em nghĩ là em phải mất bao lâu để học thuộc hình dáng của 105 cái khối này? Chắc là đi lướt qua một tí thôi ạ. Thấy ghét thiệt, cái thằng. Chúc em may mắn. Tô mì ba miền đang chờ em. Cùng với một chai Sting vị cà phê. Mời. Chúc em may mắn. Thời gian dành cho em vượt qua thử thách bắt đầu. Bỏ cái sao chổi đi. Gây nhiễu mà. Nhưng cái hình ảnh đang được tưởng tượng trong đầu chẳng hạn ấy, ngôi sao nó chạy qua, nó làm mờ đi những cái vẻ đỏ. Nhiễu lắm luôn chứ không phải là nhiễu thường. Thử thách ngoài hành tinh thì cũng cho vượt ngoài hành tinh luôn. Em nghĩ chưa thấy cái đề nào mà nó impossible như cái đề này nhé. Cái khó trong thử thách dành cho Đỗ Thành Đạt nó giống như là mọt kim đáy bể thực sự. Nó không hẳn là đi từ kết quả lần ngược lại đề bài hay là đề bài ra kết quả. Nó không có điểm đầu, điểm kết thúc gì cả. Ok, nó nhớ được những cái này. Nhưng mà quan trọng nhất là trong cả một cái bầu trời này không hiểu sao nó xác định cái khu nào để nó... Quá khó. Dường như là Thành Đạt là chỉ cần đi lướt qua những cái khối đa diện và xem bản thân những cái khối này nó có bao nhiêu mặt thôi. Bạn ấy chỉ cần nhìn lướt qua cái khối đó thì đã có thể là diễn giải ra cái mô hình 2D ở trong đầu rồi. Và cái việc này ấy là một cái điều mà gây ấn tượng thêm cho cả những cái giám khảo trong cái việc là thể hiện cái năng lực tri giác không gian của Thành Đạt.
để có thể nhìn các khối thật nhanh, mình đã phân tích theo một cái logic riêng và mình mất khá nhiều thời gian dành cho những khối gần tương tự nhau để có thể phân biệt được những khối đó. Nhìn thế này thì cũng vẫn xác định được cái nào hình vuông về tam giác là nhanh, tại vì hình vuông thì bốn chấm nó sẽ rất là đều nhau. Mà những cái hình bốn chấm như đây nó tỉ chấm sao mà xác định bốn chấm đâu. Ví dụ như những cái chỗ mà nó có các cái dọc ngang ra này là xác định là những đường đấy, những đường ngang này mà trên dưới nó đều giống nhau thì là xác định được luôn hình vuông. Nhưng mà hình tam giác thì sẽ bị nhầm với hình ngũ giác, tại vì hai cái đấy khi mà phân tích ra không gian là cũng giống nhau. Mình đã mã hóa các hình ảnh thành các nhân vật hoạt hình mà mình yêu thích, ví dụ như Naruto hay là Yu-Gi-Oh các thứ, để có thể lưu trữ vào bộ nhớ ngắn hạn của mình một cách nhanh hơn. Thử thách của chị Tóc Tiên nó làm tăng độ khó lên một level khác hẳn luôn. Nó là một hàng hà sa số tổ hợp của hàng trăm, hàng triệu, hàng nghìn những hình tam giác, những hình vuông, mà nó còn bị hòa lẫn vào vô cùng nhiều những cái hình ảnh gây mất tập trung. Em xong rồi ạ. Wow. Cho em hỏi là em đã bắt đầu làm đề được chưa? Em cứ làm đi, thoải mái. Không biết là bạn ấy sẽ kiểu dò từng kết quả ở đây lên, hay là bạn ấy sẽ phân tích ngược từ những cái hình kia. Bạn phân tích ra hình trước xong mới so với. Ví dụ như là nếu phân tích hình ở trên này nhé, thì nó phải focus được vào khu nào đấy. Còn nếu nó hoàn toàn nó không biết là khu nào cả, nó cả một cái màn hình lớn như này mà. Ngoài những cái yếu tố để thấy cái độ khó của phần thử thách của bạn Thành Đạt, thì màn hình cũng là một màn hình cong nữa. Nó sẽ gây ra những cái sai số rất là nhỏ trong cái quá trình mà bạn phải tìm dữ liệu cũng như là tìm kết quả ở đây. Lúc đầu khi mà thấy màn hình cong thì mình cũng khá là hoang mang, nhưng sau một lúc thì mình đã bình tĩnh lại và mình biết là mình cần phải làm gì. Bầu trời có quá nhiều sao như vậy khiến cho mình đang không biết là mình đang đi từ đâu ra, và cái việc định vị về những cái điểm mà mình đã làm rồi và những cái điểm mà mình chưa làm là hoàn toàn khó. Thì mình đã tận dụng những cái đèn trên sân khấu và mình bắt đầu gióng từ những cái đèn đó xuống thẳng mặt đất và chia màn hình ra làm 10 phần, và mình sẽ chú ý đến 10 phần đấy và mình làm theo thứ tự từ phần 1 đến phần cuối cùng. Chính vì vậy mà mình đã không bỏ sót bất cứ một điểm nào trong quá trình mình làm. Khi mà mình quan sát trên màn hình, những sao chổi đấy chạy qua sẽ gây ra sự mất tập trung đối với mình. Và giả sử như khi mình quan sát một hình thì sao chổi chạy đúng hình đấy khiến cho mình phải quan sát lại hình đấy từ đầu. Mình đã cố đặt mục tiêu cho mình là không quan sát quá lâu, bởi vì nếu như quan sát quá lâu thì sẽ bị gặp rất nhiều về ảo giác liên quan đến thị giác và cái tầm quan sát của mình sẽ càng ngày càng giảm sút. Mình nhìn mình thấy bất lực này, nhưng mà tí nữa bạn làm xong thấy sợ. Thế thấy sợ. Thấy đáng sợ. Ở cuộc thi này thì mình cần phải đặt mục tiêu là mình cần phải chiến thắng được thử thách. Vì vậy mình cũng cần phải chắc chắn về câu trả lời của mình, nên là mình đã làm đi làm lại 2 lần với đề này. Em tìm thấy rồi ạ. Em có cần cẩn thận hơn tí không? Em tìm thấy gì em? Em tìm thấy tròn sao đấy rồi ạ. Đây ạ. Em xác nhận đúng ạ. Thưa quý vị, nếu như vòng tròn xanh của bạn trùng với vòng tròn đỏ lúc nãy mà Tóc Tiên đưa cái đề vào trong đó, giấu trong cái vòng sao này, coi như bạn thành công bước 1. Để chúng ta đến với thử thách bước 2 của chòm sao, và hãy xem đáp án của bạn có trùng khớp với tọa độ mà Tóc Tiên đã giấu cái hình 2D của mình vào hay không. Chúng ta cùng theo dõi. Wow!
sao đâu ấy thôi. Rồi, cho đến bây giờ nhá, tôi là người trực tiếp chứng kiến tất cả mọi thứ mà tôi cũng chưa lý giải được, không hiểu là nó có một cái gì đấy để nó có thể nó tìm ra được tọa độ mà có cái vòng tròn và có cái hình mà nó phải tìm. Đây chỉ là bước một của thử thách này mà thôi. Trước tiên chúc mừng em trai Thành Đạt. Chúc mừng. Yeah. Và đây mới là đỉnh cao thực sự mà bạn cần phải chinh phục. Mời tôi đọc cụ. Bây giờ bạn phải ghép lại. Đón xem Bé Vui Bùng Vĩ lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần, chỉ có trên HTV2 V Channel. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2, 20 giờ từ ngày 21 tháng 11. Thưa quý vị, đây là những cái hình đa giác mà chúng tôi đã cắt ra thành 2D. Bạn phải dùng những cái hình nho nhỏ này, bạn ráp lại cái mô hình mà bạn cho rằng đó là cái đề của Tóc Tiên đưa ra và đối chiếu với cái hình 2D của Tóc Tiên. Sau đó nếu như nó giống nhau thì bạn làm ơn bạn chọn trong 105 cái khối này, bạn chọn đúng cái khối mà có thể từ 2D này để phục hiện nó thành 3D. Thì lúc đó thử thách này coi như hoàn thành. Wow. Thời gian dành cho em bắt đầu. Tự tin khoảng độ từ 85% trở lên, và còn 15% còn lại thì là do các yếu tố khách quan và các sai số trong quá trình mà mình chuyển từ mặt cong về mặt thẳng, hoặc là các yếu tố ngẫu nhiên nào đó. Khi mà bạn đã có hình thành được một cái kết quả rõ ràng ở mặt chấm thì chuyển sang dạng phẳng hay là dạng 3D thì Ramastic nghĩ đấy chỉ là một trò trẻ con đối với bạn thôi. Xong chưa? Em xong rồi ạ. Em cần gì với cô gái này? Em cần chị bóc của em cái này ra để dán vào. Chị mà bóc cái gì? Em nói đàng hoàng, em bóc giùm anh cái này. Chị bóc giùm em cái này vậy. Rất là lịch sự. Nói với con gái mình nên dễ thương với người ta, cái chị này chị nọ. Dán đi. Em dán sang bên này cũng được. Muốn làm gì đó làm. Tôi ngồi tôi suy nghĩ hoài, tôi cũng không hiểu nó làm sao thiệt tình. Thật sự tôi nghĩ là nếu như mà mình hiểu về cái môn này, mình cũng hiểu cái cách nối chứ phải không. Nhưng quan trọng là cái độ mà sai lệch nó rất là gần. Mình nối sai một cái là mình sẽ sai thôi. Tại vì biết thì biết nhưng mà nhìn một lát cũng hoa mắt chứ. Sao nó tìm ra trong cái mớ chấm này nhỉ? Là do em uống sting vì cà phê đấy ạ. Bạn rất nhanh. Bạn ấy lắp cái hình của cái khối đấy cực kỳ nhanh. Đúng chưa? Đúng rồi ạ. Đúng rồi ha. Bút xa gà chết nha. Vâng. Em trai em có chia sẻ một chút xíu gì về cái cách em thực hiện được cái điều này hay không? Thì thực ra đề này khá là khó. Khó với em vì kiểu như là có những hình nó chỉ sai lệch với nhau không đến 1mm. Bình thường em làm là trên một mặt phẳng, còn đây là màn hình cong. Vì giả sử như là đây ba điểm không thẳng hàng trên mặt phẳng, nhưng mà khi mà chuyển sang mặt cong thì mọi người sẽ bị đánh lừa bởi thị giác, có nghĩa là nó sẽ thành một đường thẳng. Và nếu khi mà mọi người mà lấy ba cái này mà nối với nhau thành đường thẳng thì sẽ bị sai. Vì vậy là các cái tam giác ở trên màn hình cong này là tỷ lệ là không chính xác. Vì vậy là em đã có một giải pháp, đó chính là em nhìn qua cái màn hình độ cong màn hình này thì em thấy nó là ở dạng parabol. Và em đã gắn trục với góc tọa độ là cái điểm chính giữa của điểm này. Em gắn trục cho parabol, sau đấy em viết phương trình của parabol. Đấy chưa xong ạ. Ngoài hành tinh. Xong sao? Em viết phương trình parabol xong thì... Cho viết phương trình nữa. Trên sân khấu này em đã dùng số đo bước chân để tọa độ hóa tất cả các điểm trên đây, và sử dụng một vài các cái gì mà em còn nhớ khi học ở cấp 3, những cái phép rời hình trong mặt phẳng, trong không gian để em chuyển các cái điểm từ mặt cong này về mặt phẳng và bắt đầu làm ạ. Riêng việc nghĩ ra một công thức để đối phó riêng trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi như thế thôi, nếu mà thang điểm độ khó có thêm thang điểm 6, chắc chắn là Ramastic không ngần ngại bấm luôn. Trời, tức là phải dịch về cái màn hình phẳng rồi tìm ra đáp án. Wow, không tin được. Không tin được. Dù đó là sự thật, thưa quý vị, tôi phải nói một cái điều này này. Qua những gì mà theo dõi ở đây ấy, thì tôi có trao đổi với Ramastic.
Tôi có nói rằng thế này này, tại sao mà có khá nhiều khán giả khiến tôi bị bức xúc và khiến tôi hơi bị phật ý và tự ái khi mà khán giả nghĩ rằng đây là bày đặt từ trước. Thưa quý vị, là tôi đã tham gia Siêu Trí Tuệ Việt Nam lần thứ hai, lần nào cũng thế, ngồi ở đây chứng kiến tất cả các bạn ấy giải trực tiếp ở đây, và tôi chưa bao giờ biết nói một lời nói dối trước bất kỳ một ai. Khẳng định tất cả mọi thứ nó diễn ra là hoàn toàn tại chỗ. Quý vị xem, nó có thể 1.5 tiếng đồng hồ, tại đây nó diễn ra tới 5-6 tiếng đồng hồ khi ghi hình một chương trình, để các bạn có thời gian các bạn trực tiếp tìm và đưa ra những cái lời giải. Hơn nữa, ở trong trường quay luôn luôn có các bạn ở đây, những con người là trực tiếp chứng kiến tất cả những cái này qua cái phần thi vừa rồi ấy. Bây giờ tôi chợt hiểu này, tôi đã có một cái sự trách cứ khán giả hơi vô lý một chút, bởi vì nếu như tôi không được trực tiếp tại đây, tôi ngồi nhà tôi cũng đặt một câu hỏi là có phải thật không? Thật 100%, thưa quý vị, những cái điều mà không thể tin được dù nó là sự thật. 100% là sự thật. Với tất cả những gì tôi đang chứng kiến, Trấn Thành khẳng định. Xin mời thầy Khương Văn Mười trở lại sân khấu. Thưa thầy, cho em hỏi là từ nãy giờ thầy ở bên trong thầy chứng kiến những gì bạn đang thực hiện, thì với thầy cái điều này nó có thật sự đáng kinh ngạc không ạ? Khi mà các giám khảo cho 5 điểm, tôi hơi suy nghĩ. Và sau khi xem xong tôi thấy giám khảo đúng. Chú em cảm ơn thầy ạ. Dạ đúng, thật sự ra với những gì chúng ta chứng kiến thì dù là bất kỳ ai vào đây thì cũng sẽ thấy nên 5 điểm là hoàn toàn xứng đáng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem kết quả sau khi được chúng tôi đối chiếu, để xem là cái phần mà bạn dựng 2D này, từ những dấu chấm thôi nha quý vị, từ nãy giờ bạn chưa biết cái hình này là hình gì cả. Bạn chỉ dựng 2D theo những gì mà bạn cho là đúng thôi, thì cái hình này sẽ giống như cái hình của Tóc Tiên đã đưa ra từ lúc đầu hay không. Và bạn có biết là cái 2D này, nếu chúng ta dựng nó thành 3D thì nó nằm ở đâu đó trong 105 cái khối này hay không? Cùng theo dõi nào. Đây là mảnh ghép mà bạn đã vừa dán lên trên màn hình, và đáp án có trùng khớp với hình của Tóc Tiên đưa ra hay không? Xin mời. Chính xác thưa quý vị. Và đối chiếu, hoàn toàn chính xác. Mặc dù dáng xấu, méo tùm lum, tôi thách em tìm được khối 3D của nó đó. Sau khi nhìn được hình 2D thì mình cũng đã liên tưởng trực tiếp đến hình 3D mà nó tạo thành, và mình đã nhớ được chính xác cái vị trí mà mình cần phải đi tìm, vì vậy mình cũng không mất quá nhiều thời gian cho việc tìm kiếm lại khối 3D ban đầu. Thưa quý vị, từ cái hình 2D này mình sẽ ra cái khối 103 này. Vậy hãy cùng xem đáp án của chương trình. Chọn thì Tiên không hề thấy được cái khối đó sau khi thành hình nó sẽ như thế nào. Và sau khi mà bạn Thành Đạt tìm được cái khối đó thì mình thấy là wow, thật sự rất bất ngờ về đề bài này. Chúc mừng Thành Đạt, thử thách thành công. Sau khi bạn ấy chọn ra được cái hình tròn đó rồi thì sau đó là chúng ta vẽ lại cái mặt phẳng 2D. Thì trước khi, trong lúc đợi tổ đạo cụ làm cái mặt phẳng 2D cho bạn ấy, thì cái việc đầu tiên bạn ấy làm á, là nếu như mọi người tour lại là bạn ấy chạy ngay ra, bạn ấy biết chính xác là khối đó luôn. Nó là kinh khủng khiếp luôn á. Khẳng định khán giả một điều, đây nó là thật 100%. Và tất cả những gì nó diễn ra đấy là năng lực, là khả năng, là cái tài năng, hoặc là thiên bẩm, hoặc là được tu luyện của các bạn, những người siêu trí tuệ Việt Nam.
Thưa quý vị, bây giờ bất cứ lời nói gì cũng là thừa. Hãy xem điểm số của giám khảo khoa học dành cho bạn. Hoàn toàn xứng đáng, mà nó nói lên tất cả những gì mà chúng ta đang cố gắng làm là đưa đến khán giả những hình ảnh chân thực nhất về những con người phi thường, cho dù họ là những con người hoàn toàn bình thường. Thưa quý vị, 150 điểm. Đây là con số cao nhất có thể dành cho một thí sinh ở vòng 1 của Siêu Trí Tuệ Việt Nam từ đầu đến giờ, thưa quý vị. Và đây cũng là thể hiện một cái sự trân trọng, một cái sự cảm phục của những cái giám khảo chúng tôi cho Thành Đạt 10 điểm là hoàn toàn xứng đáng. Cảm xúc của... Không, không, anh chị hỏi cảm xúc, anh không muốn bắt tay em. Cảm xúc của em khi nhận được cái điểm số danh dự này. Hiện tại thì em đang cảm thấy rất là vui ạ. Thật sự trong mơ em cũng không dám mơ đến con số này. Ban đầu khi em bước vào đây em chỉ nghĩ là điểm dự đoán chỉ khoảng độ tầm 11 cho đến 12 điểm, chứ em không dám nghĩ đến là một con số cao như thế này. Và không chỉ riêng em mà em nghĩ là tất cả các siêu trí tuệ Việt Nam khác đều mong muốn là cái năng lực đặc biệt của mình sẽ cống hiến được những cái gì đó cho xã hội sau này và tạo ra được những cái gì đấy thật là có ích. Và em mong muốn là trên đất nước Việt Nam thì có rất là nhiều người khác rất là giỏi và bọn em chỉ may mắn hơn họ vào được đến đây. Vì vậy em mong là chương trình ngày càng được rộng mở để đất nước đón thêm thật nhiều nhân tài nữa. Em cảm ơn. Thưa quý vị, ngày hôm nay cái điều bạn làm được làm chúng ta kinh ngạc, làm chúng ta ngỡ ngàng. Nhưng quan trọng hơn hết là tôi thấy là cái thái độ mà bạn đến với nó rất đổi dung dị, bình tĩnh. Và họ đang làm một điều phi thường một cách rất chậm rãi, thông thả và bình thường. Tôi chưa một lần nào phát hiện ra trong mắt bạn có một cái sự nhăn nhó, rồi căng thẳng hay là tìm cho mình một cái gì đó bám víu. Tôi thấy bạn rất thoải mái trong tất cả mọi hoạt động của mình. Đó là một tuyển thủ tầm quốc tế, thưa quý vị. Thưa quý vị, những con người như thế này tôi hy vọng rằng là sẽ có một cái vị trí thật là đúng với lại tài năng của anh ta. Và anh ta cần phải được lao động, anh ta cần phải được cống hiến cho đất nước này. Khả năng của em là một khả năng không phải ai cũng có được. Thì hãy làm những điều mà không phải ai cũng làm được nhé. Em cảm ơn ạ. Tôi nghĩ là điểm số đã được cho hoàn toàn chính xác. Ngày hôm nay, với những gì mà diễn ra ở trong khán phòng này, tất cả 300 khán giả ngồi đây, MC Trấn Thành cùng giám khảo của chúng tôi, năng lực cộng lại so với em, thì em và chúng tôi một trời, một dấu chấm. Anh hy vọng em sẽ là một cái ngôi sao sáng nhất trong cái vòng trời đó nhá. Và xin một lần nữa mời sự trở lại của thầy Khương Văn Mười để trao tặng cho bạn cúp danh dự để bạn có thể chính thức trở thành thành viên mới nhất của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Xin mời. Rồi, chúc mừng em nha. Thưa quý vị, và bên cạnh đó bạn đã được chọn để nhận giải thưởng trí tuệ Việt ba miền, thưa quý vị, với giải thưởng 50 triệu đồng đến từ mì ba miền kèm theo một bộ sản phẩm ba miền tinh túy ẩm thực Việt. Chúc mừng bạn. Cảm ơn ạ. Hãy đến với nơi bạn thuộc về. Xin mời. Thành Đạt đến từ Thái Bình.